Xin chào các bạn ơi, trên tay của mình đây đang là một chiếc biến tần có thể nói là nhỏ gọn nhất thế giới các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này, so sánh với tay mình này rất là nhỏ gọn nhé. Chiếc biến tần này nhỏ gọn mà nó lại được tích hợp mà phun chức năng, đấy, rất là hay nhé các bạn nhé. Các bạn hãy cùng đi cùng với mình khám phá xem chiếc biến tần này có những chức năng gì các bạn nhé, và có những cái đặc điểm gì nổi bật so với những chiếc biến tần bình thường trên thị trường nhé. Đầu tiên là về chiếc màn hình của nó này, màn hình của nó thì sẽ được tích hợp là màn hình LED hiển thị này, rồi là các cái đèn báo tần số HZ này, đèn báo A này, đèn báo cường độ, đèn báo dòng điện này, rồi đèn báo V này, rồi đèn báo chạy thuận này, chạy ngược này, và đèn báo lỗi nhé. Tiếp theo đây là cái chiết áp này các bạn nhìn này. Đây là cái chiết áp để điều chỉnh tốc độ đấy, chiết áp điều chỉnh tốc độ nhé, điều chỉnh tốc độ trên màn hình biến tần luôn này đấy. Tiếp theo là các cái nút chức năng, nút chuyển này, đây các bạn nhìn này. Nút chuyển này, nút chạy này, nút run này, nút stop này, chạy dừng này, chạy dừng trên biến tần này, và các cái nút đây, chạy dốc này, chạy dốc, chạy nhấp nhé, và nút PRG, nút PRG, nút enter và nút lên xuống dùng để điều chỉnh cài đặt các chế độ ở trên biến tần nhé. Đấy, à còn một điểm đặc biệt, rất là đặc biệt của chiếc biến tần này là chiếc biến tần này đã được tích hợp sẵn cái màn hình rời đấy các bạn này. Đây, bên cạnh là mình có tháo sẵn cái màn hình rời của nó đây đấy các bạn ơi. Đấy nhá. Thì cái màn hình rời này được tích hợp sẵn này và được kết nối rất là dễ dàng để cho các anh có thể nôi cái màn hình này ra ngoài màn hình của tủ để mình theo dõi cho nó dễ nhá. Đấy, rất là tiện dụng này. Mình chỉ cần cắt theo cái biên dạng ở bên trong này và bên xung quanh nó sẽ có những cái lẫy này để mình khóa cái khay này, cái màn hình rời này vào bên thành tủ nhé các bạn nhé. Đấy, chiếc màn hình rời này được tích hợp sẵn luôn này các bạn này, rất là tiện dụng. Mình sẽ không phải tốn 100-200 nghìn để mình mua thêm cái màn hình rời và khay cáp này nhé. Bên mình sẽ có thể tặng cái cáp màn hình rời này nếu như khách hàng cần các bạn nhé. Đấy, điểm tiếp theo của chiếc biến tần này đấy là cái kết cấu của nó rất là nhỏ gọn. Các bạn nhìn này, kết cấu rất là nhỏ gọn nhé. Đây, so với tay mình đây, cái chiều dài của nó chỉ có 160 thôi này, chiều dài 160 này, chiều rộng là chỉ có 52 thôi các bạn ơi, 52 rất là nhỏ nhé, 5,2 cm đấy. Chiều cao thì có 80, chiều cao lòng này là 80 này, đấy rất là nhỏ các bạn, rất là nhỏ, mình lắp vào tủ rất là tiện nhé. Điểm đặc biệt tiếp theo các bạn nhìn đây. Đây chính là một chiếc quạt tản nhiệt có đế nhôm ở bên ngoài độc lập. Thì cái quạt tản nhiệt có đế nhôm đây, mình sẽ bật cho các bạn xem này. Mình sẽ bật cho các bạn xem nhé. Đây, cái chiếc quạt tản nhiệt này. Đấy, quạt tản nhiệt bằng đế nhôm ở bên ngoài. Chạy rất êm. Chạy rất êm và nó tản nhiệt bằng đế nhôm độc lập ở bên ngoài nhé. Cái việc này sẽ giúp cho chiếc biến tần này sẽ không bị cuốn bụi bẩn vào bên trong của biến tần. Đấy. Nó phù hợp với những cái môi trường như là nhiều bụi vải, như là các cái nhà máy dệt này, các nhà máy may, nhà máy dệt nhé. Rất nhiều bụi vải thì mình sẽ không sợ bị bẩn vào trong biến tần và không sợ bị kẹt biến tần rồi là cháy hỏng biến tần nhé. Đấy, rất là phù hợp cho những ứng dụng mà mình dùng trong nhà máy dệt nhuộm và các nhà máy nơi mà có nhiều bụi vải đấy. Đấy, đây cũng là một điểm rất là đặc biệt của chiếc biến tần do bên mình thiết kế nhé. Tiếp theo đó là các cái cổng kết nối của nó, các bạn nhìn này. Các cái cổng kết nối này. Các cổng kết nối thì chiếc biến tần này sẽ được kết nối. Đây các bạn ơi, đây mình sẽ quay cho các bạn xem cho nó dễ này. Chiếc biến tần này sẽ có hai nguồn, hai cổng, hai chân đầu vào này. Đây, hai chân đầu vào nguồn một pha 220V và ra ba pha 220V các bạn nhé. UVV kép 3 pha 220V. Và đây là một chân để kết nối nối đất này. Đấy. Tiếp theo nhé các bạn nhé. Tiếp theo là chân tín hiệu của nó, các bạn nhìn này. Chân tín hiệu của nó thì đây. Chân tín hiệu. Đây các bạn ơi, chân tín hiệu của nó cũng được tích hợp rất là đầy đủ nhé. Chân tín hiệu thì mình sẽ có là đây, để mình xoay ra đây cho nó dễ này. Đây các bạn ơi, chân tín hiệu này, chân tín hiệu thì mình sẽ có đây, đây là cổng I1 và cổng 24V là ngõ đầu ra nhé, mình có thể dùng để kết nối với PLC
i1 cộng 24V. Tiếp theo là cổng COM X4, X3, X2, X1 thì mình dùng để kết nối tín hiệu đầu vào, để bật tắt tín hiệu đầu vào nhé. COM X3, X4, X2, X1 bật tắt tín hiệu đầu vào, hoặc là dùng để trong chế độ đa cấp tốc độ nhé, nhiều cấp tốc độ khác nhau này. Thì mình dùng chân X1, X2, X3, X4 và chân COM này. Đấy, tiếp theo là mình sẽ dùng chân A trừ và A cộng để kết nối truyền thông nhé. A trừ và A cộng kết nối truyền thông này. Tiếp theo là AI chân COM và cộng 5V để kết nối cái chiết áp bên ngoài, điều chỉnh tốc độ bằng cái chiết áp bên ngoài nhé. Đấy, thì con biến tần này rất là đặc biệt các bạn ạ. Rất là hay, rất là nhỏ gọn. Vừa được thiết kế nhỏ gọn mà lại full chức năng. Đấy, rất là hay các bạn nhé. Thiết kế nhỏ gọn mà lại full chức năng. Rồi lại được tích hợp cái tản nhiệt đế nhôm ở bên ngoài giúp tránh bụi bẩn và tránh bụi sợi vải nữa các bạn ạ. Thì chiếc biến tần này rất là đặc biệt, có công suất là 0,75 kg, điện nguồn vào là 1 pha 220V và điện ra là 3 pha 220V các bạn nhé. Các bạn có thắc mắc gì thêm về chiếc biến tần này thì có thể nhắn tin hoặc comment phía dưới cho mình nhá. Bên mình thì biến tần được bảo hành 18 tháng và lỗi là mình sẽ đổi mới luôn cho khách hàng các bạn ạ. Cái việc đổi mới của bên mình là cái mục đích là mình muốn là khách hàng sẽ máy móc sẽ được hoạt động liên tục và không bị gián đoạn chút nào nhé. Bên mình luôn luôn lấy cái sự hài lòng của khách hàng để làm cái kim chỉ nam cho mọi cái hoạt động của công ty. Đấy, biến tần bên mình thì được bảo hành 18 tháng các bạn nhé. Sẽ đổi mới cho khách hàng nếu như khách hàng cần. Nếu như các bạn muốn quan tâm gì thêm về chiếc biến tần hoặc là có thắc mắc gì về biến tần thì cứ comment cho mình nhé. Follow kênh của mình để biết thêm nhiều hơn về những cái biến tần độc đáo và những cái hay về biến tần các bạn nhé.